Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Hyundai Santa Fe thì nó có những cái phiên bản, ví dụ như là phiên bản máy xăng này, phiên bản máy dầu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản máy xăng, động cơ 2.4 lít và là động cơ xăng quý vị và các bạn nhé, phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký biển Hà Nội và đã lăn bánh được 33.000 km rồi quý vị và bạn ạ. Chiếc xe này có thể nói là siêu lướt với mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi. Dàn lốp theo xe còn nguyên, lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 930 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy, là 90905608883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước,
keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 930 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.